Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh của Mẹ Hiền Audio Nam Định. Ngày hôm nay, bên em xin giới thiệu đến mọi người một cặp loa vô cùng xuất sắc có tên là JBL L150. Cặp loa này là được sản xuất năm 1973 tại Mỹ ạ. Thùng loa được làm bằng gỗ lạ, rất là tuyệt vời. Trọng lượng của một thùng loa khoảng 41 kg. Số đo 3 vòng của cặp loa này là 105, 43 và 33. Độ mới của cặp loa là đến 95% các bác nhé. Sau đây em sẽ giới thiệu kết cấu cụ thể của thùng loa cho các bác xem. Đây, xin ra chi tiết. Nhìn trời mưa đổ, thấy đau đớn thêm. Một tép đôm này, một chung 14 ạ. Hai tinh chỉnh đây các bác nha. Hai bát rất là hoành tráng. Đây là bát điện, bên dưới là bát cộng hưởng. Độ mới đến 95% các bác nha. Rất là tuyệt vời. Các bác đã chơi âm thanh thì cũng biết, nhắc đến là JBL thì rất là có tên tuổi trên thị trường. Công suất của cặp loa này là 200W, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy đến 89 decibel các bác nha. Cặp loa này các bác có thể sử dụng để chơi trong các phòng lớn và rất là dễ kết hợp với âm ly ạ. Các bác cần tư vấn thì vui lòng liên hệ qua bên em. Nhìn trời mưa đổ, thấy đau buốt thêm trong lòng. Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Ý xưa nếu chẳng đem tình dẫn hết cho người thì anh có đâu. Ý xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Khi xưa nếu chẳng đem tình dâng hết cho người thì nay có đâu buồn. Về giá của sản phẩm thì xin mời các bác liên hệ qua cửa hàng, kết nối Zalo qua số điện thoại 0912842487. Bên em sẽ để giá tốt cho bác nào có thiện chí mua. Về thông tin chi tiết em sẽ để ở dưới phần mô tả, các bác có gì thắc mắc thì vui lòng liên hệ qua cửa hàng ạ. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của Mạnh Hiền Audio Nam Định. Để ủng hộ kênh của Mạnh Hiền Audio Nam Định, xin mời các bác hãy cho bên em xin một nút like và nút đăng ký ạ, để các bác có thể nhận những video sớm nhất của bên em. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi ạ.